Vườn cây Mimosa XLA là vườn cây số 1 của miền Nam California trong suốt 35 năm qua, đang có chương trình sale đặc biệt các mặt hàng sau đây: mảng cầu dai 3 gallon $60, mảng cầu Sim Sugar Apple 3 gallon $45, mảng cầu Úc hay Do Thái Atamoya 3 gallon $40, xoài 3 gallon $60, mận Đài Loan 3 gallon $55, ổi xá lị 3 gallon $20, hồng giòn 3 gallon $25, táo tàu GA 866 15 gallon chỉ có $60, táo Fuji hay Gala 15 gallon cũng chỉ có $60, và còn nhiều loại cây ăn trái Việt Nam khác, đặc biệt giá thật rẻ cho các loại rau thơm Việt Nam để quý vị mang về tự trồng. Vườn cây Mimosa XLA tọa lạc tại 2270 Austin Street, East LA, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều, nhận Visa và Mastercard, điện thoại 323-722-4543. Kính thưa quý khán thính giả, khi mà lên vườn cây Mimosa XLA đó, Mộng Lan thích, rất là thích, là tại vì có rất là nhiều những cái loại cây lạ. Thì một trong những cái loại cây Mộng Lan thấy không có lá, không có hoa gì hết trơn á, Mộng Lan mới hỏi anh Đoàn Khiêm, thì anh cho biết cái cây này là cái cây gọi là tình yêu quấn quýt phải không anh? Tiếng Mỹ là curl love mà. Yeah, curl love. Rồi thưa anh, là nó mọc như vậy thôi, nó không có ra hoa, ra trái không ha, hay là ra lá gì hết ra? Nó cũng giống như là một loại cỏ để trang trí trong nhà. Yeah. Tức là cái cây này đó, khi mà nó cao lớn không anh? Dạ, nó chỉ cao cỡ này thôi. Rồi yeah. nó mình dùng trang trí trong nhà rất là đẹp. Dạ, yeah. Thì mình có thể tưới tẩm và mình trồng ở trong một cái chậu đẹp, chẳng hạn một cái chậu trắng cao đi. Yeah. Thì cái này mình có thể trồng theo cái kiểu nhà contemporary phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ, rồi Mũ Lan thấy có một cái cây mà có những cái trái chi chít. Những cái trái đó là cái trái gì vậy anh? Ồ, đó là cây tiếng Việt mình là phì phà, hay là cây lâu quát. Dạ. Yeah. Phì phà. Anh Nguyễn Nhâm Tiến vừa mới nhang khói xong phải không anh? Anh phì phà. Cái cây đó ăn được không anh? Ồ, cái đó ăn rất là tốt. Mọi người để cho cái ấm phổi, cho nên người ho rất là thích cái cây này nha. Ồ, tức là cái ở trong nó chua hay ngọt hay sao ạ? Nó rất là ngọt, hơi chua chua một tí. Dạ. Yeah. Thì ở tại vườn cây Mimosa XLA, quý vị có thể lên đây để mà mua cái cây phì phà này về. Rồi bây giờ nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Nhung Tiến đã phì phà xong rồi. Bây giờ mình sẽ nói tới cái vụ mà ốc sên với lại côn trùng nó làm cho quý khán thính giả mà thương cây đó rất là đau xót, nhất là những cái con ốc sên đó. Thưa anh, thì có cách gì để mình trừ nó không ạ? Trừ đây không phải là sát sanh đó ạ. Tôi nghĩ là đuổi cũng được, nhưng mà đều hơi khó đuổi. Yeah. Mình tụng kinh cho nó đi. Thưa quý vị, có một điểm nữa quý vị cũng cần lưu ý về khi trồng hột. Ví dụ như là quý vị trồng, quý vị rắc nguyên một luống hột rau cải, thì có một ngày đẹp trời nào đó, độ khoảng 5-3 ngày sau trời nóng, có hơi nước đầy đủ, quý vị thấy cái luống rau cải đó, nó xanh mướt là bởi vì những cái chồi non nó lên đầy hết. Thì 5-3 ngày sau đó, quý vị thấy nó trống rỗng, thì quý vị bảo tại sao là chúng ta lại mất hết cái cây hôm trước lên đẹp thế mà bây giờ nó lại trụi hết vậy. Thì đôi khi á, có những con chim sẻ nó tới nó ăn những cái hột của rau cỏ như vậy đó. Oh. Thì có thể chúng ta phải rắc đất phủ lên cái hột một chút để cho chim nó không ăn hột. Nhưng khi mà cái cây nó lên được khoảng nửa inch hay là lún phún lên á, thì đó là những cái cây rau lá mềm thật là ngon, mà gọi là lý tưởng cho những cái loại ốc sên hoặc con sên. Thì con sên thì tờ cá nhân của tôi không biết cách nào diệt, người ta đã dùng thuốc để người ta diệt. Nhưng có một cái cách mà người Việt Nam của chúng ta dùng và để diệt đó cũng rất hữu hiệu. Cái đó là ví dụ như là, thưa quý vị, cây rau của quý vị nằm đây, thì quý vị theo dõi cái con đường đi của cái con sên đó, luôn luôn nó có những cái tuyến nước miếng của nó còn sót lại đó, thì quý vị biết đó, ban đêm nó từ trong những cái chỗ núp hang hốc tối tăm đó, ban đêm nó bò ra để nó đi ăn cái lá của cây này chẳng hạn. Thì quý vị rắc một ít muối mỏng ở trên mặt đất, khi con sên nó đụng phải muối đó, thì nó lăn nó chết. Thì như vậy chúng ta không có làm hỏng cái môi trường sống của chúng ta bằng những dạng thuốc hóa học. Mặc dù muối nó cũng có thể tác dụng xuống, nó làm cho cháy lá của những cái cây nhiệt đới, những cái cây lớn của nhiệt đới. Dạ, nhưng mà thưa nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến, bây giờ cái con sên á, nó đi cái con đường đó, lúc nào nó cũng đi con đường đó, hay là nó sẽ đổi tuyến đường của nó đi anh? Mình rắc muối chỗ này nó đi chỗ khác thì sao? Thì cái con sên nó ban đêm nó sẽ về cái chỗ cũ của nó để nó gần sáng nó về chỗ cũ của nó để nó ngủ. Thì ban đêm từ đó nó bò ra, thì chúng ta biết cái tuyến đường của nó, chúng ta sẽ sử dụng như vậy.
chúng ta đắp mỏng một ít muối thôi, thì khi con sen nó đụng phải muối nó sẽ chết. Vườn cây Mimosa Isaule là vườn cây số 1 của miền Nam California trong suốt 35 năm qua, đang có chương trình sale đặc biệt các mặt hàng sau đây: mãng cầu dai 3 gallon $60, mãng cầu Sim Sugar Apple 3 gallon $45, mãng cầu Úc hay do Thái Atamoya 3 gallon $40, xoài 3 gallon $60, mận Đài Loan 3 gallon $55, ổi xá lị 3 gallon $20, hồng giòn 3 gallon $25, táo tàu GA 866 15 gallon chỉ có $60, táo Fuji hay Gala 15 gallon cũng chỉ có $60, và còn nhiều loại cây ăn trái Việt Nam khác, đặc biệt giá thật rẻ cho các loại rau thơm Việt Nam để quý vị mang về tự trồng. Vườn cây Mimosa East LA tọa lạc tại 6270 Austin Street, East LA, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Nhận Visa và Mastercard, điện thoại 323-722-4543. Và khi mà nói về những cái rau trái đó, sẵn anh nói về những rau trái tươi đó, thì là đây là cái cây của anh Đoàn Khiêm, anh nói là cái cây này là Curl Love, phải không ạ? Tình yêu cuốn quýt, thì người Mỹ rất là thích trồng cái cây này, phải không anh? Dạ, người Mỹ ta rất là thích cái trồng trong nhà. Bây giờ cái cây này của anh qua bên này, thì Mộng Lan có một cái câu hỏi, đó là khi mà mình ăn rau trái ở trong nhà mình đó anh, thì Mộng Lan thấy đó có nhiều quý vị phải mua organic vegetables hay là organic cái này cái kia, nó rất là mắc tiền. Thì làm sao để mà chúng ta có thể ngăn ngừa được cái vấn đề mà phân hóa học ở trong cái rau trái chúng ta ăn, củ của chúng ta ăn mỗi ngày thưa anh? Trước khi trả lời câu đó thì tôi xin trở lại một chút xíu về cái hột. Cái hột. Thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi nói chưa đủ. Ví dụ như là đây, những cái cây đu đủ non thì chúng tôi có thể dùng từng hột một cho vào những cái plug nhỏ như vậy, cho những cái ống nhỏ như vậy. Thì chúng tôi sẽ thu gọn cái diện tích trồng nó rất là tốt. Và khi cây bé đó, nó lấn nhau để nó lên. Những cái cây này hiện giờ nó vừa qua mùa đông, cái lá nó còn không được đẹp, nhưng độ khoảng tháng sau với cái trời nóng nó đến á, thì cây nó sẽ rất là đẹp. Thì cái cây này nó hơi mất công phu hơn một chút, là bởi vì sau khi đó chúng ta tôi có được những cái cây này, chúng tôi phải lấy ra khỏi cái chậu này và 3-in-1 là 3 trong một chậu để bán cho đến những người khách mua về. Cái lý do 3 trong một chậu là bởi vì chúng tôi không biết được hột nào là hột của cây đực và hột nào là hột của cây cái. Do đó, chúng tôi trồng 3 cây trong một chậu, mục đích là để người khách tối thiểu phải có một cây cái. Còn 2 cái cây đực nó ra chùm hoa nhưng mà nó trái nó rất nhỏ, ăn không được. Thì đó là như vậy. Khi sau khi mà mình trồng trong cái tuyếp này rồi đó, thì mình đang thấy ở đây nó có những cái lỗ. Mình có cắm cái này dưới đất không anh, hay là mình để cái này ở đâu? Thưa quý vị, đây là cái cách lấy ra khỏi chậu. Nhưng mà mình trồng cái hộp trong đó xong rồi mình cắm ở đâu anh? Thưa quý vị, nó ướt quá chúng tôi không lấy ra hết được phải đất. Chúng tôi luôn luôn để nó khô một chút xíu trước khi lấy ra, thì chúng tôi sẽ có mỹ mãn cái nguyên khối đất. Nhưng mà rồi Mộng Lan vẫn có cái câu hỏi là sau khi mình trồng cái hộp vào trong này thì cái này cắm dưới đất hay sao anh hả? Không, nó là một cái kệ, chúng tôi để từng cái lỗ trong cái kệ. Thì thưa quý vị, 3 cây này sẽ trồng trong một cái chậu, là để được 3 cây trong một chậu. Chúng tôi bảo đảm cho người khách là có được một cây cái ở trong đó. Thì nếu quý khách, nếu mà khi trồng 3 cây đu đủ thấy có 2 cây đực, muốn giữ lại để làm cây kiềng chơi cũng được, nó cũng là một cây đẹp. Còn nếu không á thì cắt bỏ cây đực đi. Tức là cây đực không cho ra trái mà chỉ có cây cái thôi. Mà tại sao phải có cây đực để làm gì anh ha? Thì bởi vậy đực nó hơi thừa trong cái cõi đời. Cây đu đủ đực hơi thừa. Thưa quý vị, nhiều khi quý vị có những cái giống đu đủ cây nó thấp mà nó có trái. Còn bình thường thì có những cái giống đu đủ khác á, nó lên cao rồi nó mới có trái, hơi khó có trái. Thì tôi đề nghị ngay khi cây nó còn bé, quý vị bấm ngọn nó liền. Cây này là đu đủ đực hay đu đủ cái đây thưa anh? Cái cây này thì chúng tôi không biết được đực hay cái. Chúng tôi sẽ trồng thành 3 cây trong một chậu. Thì khi quý vị cắt cái ngọn đi đó thì nó sẽ ra nhánh, và quý vị có một cây tương đối thấp để dễ hái trái. Lạ ghê quý khán giả, thấy không, là thiên nhiên rất là lạ. Con gà đực, con gà trống mình biết là con gà trống, con gà mái, rồi đàn ông đàn bà mình biết, mà trong khi cái cây đu đủ này thì không biết đực hay là cái, mình trồng giống như mình cầu may, phải không anh? Trong thiên nhiên nhiều cái giống vật đó chúng ta cũng không thể đoán nổi trống hay mái. Ví dụ như con chim nhiều khi cũng không nhận ra được từ vì giống nhau thì nó phải có cái DNA. Rồi bây giờ tôi xin quay trở lại với cái câu hỏi của Mộng Lan về vấn đề rau quả sạch để mà dùng.
Nhưng mà cái đó là phải là show sau rồi. Mộng Lan mong là quý khán giả sẽ trở lại với chương trình Quê Nhà Rất Xa, Hoa Vẫn Nở với nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến cùng với là anh Đoàn Khiêm. Vườn cây Mimosa XLA tọa lạc tại 6270 Austin Street, rất là gần với lại là quận Cam của chúng ta. Quý khán giả hỏi đường Mộng Lan đi và Mộng Lan đã chỉ đường quý vị rất là dễ. Quý vị đi 5 North, quý vị exit đường Garfield quẹo trái rồi gặp đường Garfield quẹo phải, chạy thẳng hoài, vừa qua khỏi đường Olympic thì quý vị sẽ qua được một con đường nhỏ là Eastern, rồi cái con đường kế tiếp đó là nhỏ nữa, rồi cái con đường kế tiếp trước khi mà đụng cái đường Whittier đó là đường Austin Street. Và cái số điện thoại là 323-722-4543, mở cửa mỗi ngày đến 4:30 chiều thưa quý vị. Xin quý vị đừng có gọi qua điện thoại để mà hỏi cái cách trồng cây hoặc là tỉa cây hoặc là săn sóc cây, là tại vì khi quý vị lên đây đó thì tùy theo cái cây mà quý vị đang trồng nó sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi mà nhà văn, nhà thơ Vàng Đen Nguyễn Dung Tiến cũng như anh Đoàn Khiêm và quý anh chị ở đây phải hỏi quý vị trước khi mà hướng dẫn quý vị cái cách mà trồng cũng như là tỉa cũng như là tưới như thế nào để cho cây nó tốt, không anh? Chúng tôi rất là vui lòng chia sẻ cái hiểu biết của chúng tôi khi với cái sự hiện diện của quý vị. Bởi vì đôi khi thứ nhất là cái vấn đề thương mại, chúng tôi không có đủ giờ để trả lời quý vị qua điện thoại. Thứ hai nữa, qua điện thoại chúng tôi cũng không nắm vững vấn đề. Dạ, và nếu mà quý vị lên thì Mộng Lan mong là quý vị lên ngày thường, quý vị sẽ có rất là nhiều thời gian để mà nói chuyện với lại quý anh ở đây. Một lần nữa, số điện thoại của vườn cây Mimosa Istale là 323-722-4543, 323-722-4543. Vườn cây Mimosa XLA là vườn cây số 1 của miền Nam California trong suốt 35 năm qua, đang có chương trình sale đặc biệt các mặt hàng sau đây: mảng cầu dai 3 gallon $60, mảng cầu sim Sugar Apple 3 gallon $45, mảng cầu Úc hay do Thái Atomoya 3 gallon $40, xoài 3 gallon $60, mận Đài Loan 3 gallon $55, ổi xá lị 3 gallon $20, hồng giòn 3 gallon $25, táo tàu GA 866 15 gallon chỉ có $60, táo Fuji hay Gala 15 gallon cũng chỉ có $60, và còn nhiều loại cây ăn trái Việt Nam khác, đặc biệt giá thật rẻ cho các loại rau thơm Việt Nam để quý vị mang về tự trồng. Vườn cây Mimosa XLA tọa lạc tại 2270 Austin Street, XLA, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều. Nhận Visa và Mastercard, điện thoại 323-722-4543.